Sau đây cũng một bản tin liên quan đến Việt Nam. Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị khởi tố nhà hoạt động dân chủ Huỳnh Thục Vy, tin đến từ Đắk Lắk. Công an ở tỉnh Đắk Lắk vừa chuyển hồ sơ điều tra cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này, đề nghị truy tố nhà hoạt động dân chủ Huỳnh Thục Vy về tội xúc phạm quốc kỳ. Cô Huỳnh Thục Vy, 33 tuổi, là mẹ của một bé gái 2 tuổi, sẽ bị đưa ra xét xử và đối diện với án từ 6 tháng tới 3 năm tù nếu bị kết tội theo Bộ Luật Hình sự của chế độ. Vụ truy tố này liên quan tới sự việc hồi năm ngoái. Cô Huỳnh Thục Vy đăng trên Facebook những bức ảnh cô đứng bên cạnh một lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam bị xịt sơn. Vào ngày 9 tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ và khám nhà cô Huỳnh Thục Vy, lấy đi máy điện toán xách tay, máy tính bảng iPad, sách vở và nhiều vật dụng khác của cô. Theo trang mạng Người Bảo vệ Nhân quyền, vào hôm ngày 16 tháng 10, Công an triệu tập cô và trả lại cô một số đồ bị thu giữ. Kính thưa quý vị, sau đó họ loan báo khởi tố cô về tội xúc phạm quốc kỳ và ra lệnh quản chế tại gia đối với cô. Được biết, cô Huỳnh Thục Vy cũng bị công an gửi giấy triệu tập sau khi đi biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng hồi trung tuần tháng 6. Cô là tác giả của cuốn sách Nhận định sự thật, Tự do và Nhân quyền và đồng sáng lập Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Vào năm 2012, cô cùng với cha cô là cựu tù nhân lương tâm, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, được tổ chức Human Rights Watch trao giải Human Helmet về lòng dũng cảm và kiên định trước áp bức của chính trị. Kính thưa quý vị,